Giao nhiệm vụ tô Thái 1 xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại tiếp tục lên video để giới thiệu thêm đến tất cả các bác thêm một cái mẫu sản phẩm mới. Thì vừa hôm trước là em cũng đã lên một cái mẫu dao đề ba giống của Nhật Bản các bác nhé. Nhưng mà đa số là người Việt Nam mình vẫn dùng hai lưỡi quen rồi các bác. Nên là tất cái những cái dòng dao em làm giống dao của Nhật là vẫn là làm dao hai lưỡi hết. Trừ trường hợp những cái bác nào mà muốn đặt hàng theo yêu cầu và anh ơi em ơi em làm cho anh một lưỡi giống dao Nhật thì em sẽ làm một lưỡi, có nghĩa là nó chỉ vát mài vát một bên, hạ góc một bên thôi các bác nhé, còn một bên là nó phẳng đấy. Chắc chắn một lưỡi khi các bác dùng thái nó sẽ sắc ngọt hơn đấy. Thế nhưng mà nếu mà những người thái không quen nó sẽ bị liếng dao các bác nhé. Đấy, một lưỡi đa số là người ta thái cá ngừ hoặc thái cá lát đấy, người ta thái như này thì cái lưỡi này nó vát thì khi thái nó sẽ trượt đều như này. Và chắc chắn một lưỡi đấy, dao một lưỡi là các bác thái kiểu gì nó cũng sắc hơn đấy, cảm nhận là nó sẽ ngọt hơn đấy. Nên là người Nhật người ta rất chi là thông minh các bác nhé. Còn Việt Nam mình thì đa số là những cái dòng dao này thì vừa chặt vừa thái đấy, cho nên là đa số là kể cả em làm mẫu giống mẫu Nhật Bản nhưng mà vẫn làm hai lưỡi hết, trừ trường hợp là các bác nào yêu cầu em làm một lưỡi các bác nhé. Và cái đợt này thì tại sao là em lại lên những cái dòng đề ba với lại những cái dòng phi lê chặt nhẹ thái lọc này? Tại vì đợt trước các bác phải biết là những cái dòng ống thép khoan của em rất hay, nhiều người em nhập em thử hai cái loại ống các bác nhé. Ví dụ những cái ống có cái độ dày khá là tốt đến gần một phân cơ, gần 1 cm, gần 1 cm các bác nhé, thì những cái dòng ống đấy nó lại rất mềm. Nên chính vì vậy là những cái dòng ống mà cứ dày khoảng hơn 3 ly thì cái độ cứng với lại cái độ già của nó rất tốt. Nên từ trước đến giờ là em bán cái dòng này rất lâu, nhưng đa số các bác, nhiều bác đặt hàng em cũng bảo muốn dày hơn thì cũng không dày được đấy. Nhiều khi các bác bảo là những cái dòng thép chịu lực này khi mà cứ bảo là rèn xong các bác rèn để cho nó dày lên, thế nhưng mà khi mà các bác rèn nhiều quá nó rất dễ bị nứt các bác nhé. Cho nên là tại sao là rất nhiều bác cứ bảo là bây giờ 3 ly xong rồi rèn cho nó vỗ nó vào để cho nó dày lên, nhưng mà các bác phải biết là cái dòng thép không gỉ này rèn quá nhiều không tốt các bác đấy, rèn nó mức độ nào đấy thôi, còn rèn quá nhiều nó sẽ không tốt, nó sẽ dễ bị nứt đấy các bác nhé. Đấy, nứt mà cái dòng này nó nứt là nó nứt luôn, nó không có cái kiểu là nứt âm ỉ đâu các bác đấy, ví dụ mà nó đã nứt là nứt luôn. Và đợt này thì may mắn là được cái là rất phù hợp là em test kiểm tra cái ống, những cái dòng ống dày thì những cái lô mới về đây thì khá là hay, là thép rất tốt, rất già, rất cứng. Nên chính vì vậy là em đợt này mới ra những cái mẫu dao đề ba với lại những cái dòng dao phi lê này các bác nhé. Tại vì nhiều khi á, con dao làm giống con dao của người Nhật á, làm giống hình thức này không thì nó đơn giản các bác. Mình làm sao là cái sống dao người Nhật người ta làm rất chi là dày, nên là bắt buộc cái thép mình làm con dao giống con dao Nhật thì nó phải dày thì nhìn nó mới cứng cáp, nó khỏe con dao. Mới lại là những cái dòng này nó ngắn, nó nhỏ, nó bé như thế này đấy, nó phải dày, nó cứng dao đấy, nhìn nó đẹp mới chắc chặt nó mới đảm bảo các bác nhé. Vì thường thường những cái dòng nhỏ này nếu mà thép nó mỏng quá chặt nó không có lực các bác, rất khó chặt. Nên chính vì vậy là nó nhỏ nó phải dày sống như thế này đấy, nó đảm bảo mà nhìn nó rất chi là đẹp các bác nhé. Nên chính vì vậy là lần này cái lô thép này là em chuyển ra tận dụng cái độ dày của nó để em làm những cái dòng dao giống dao của Nhật các bác nhé. Hôm trước em cũng lên một cái mẫu đề ba chặt thái nhẹ rồi các bác ạ, đấy các bác cũng có thể lọc luôn. Và thay vì hôm nay thì vẫn là một cái dòng dao chặt thái lọc nhẹ các bác ạ. Hôm trước là dòng đề ba, còn hôm nay là cái dòng phi lê các bác nhé, phi lê chặt thái. Đấy, đề ba thì nó sẽ bầu cái đằng sống này hơn và nó không nhọn. Đấy, và đây là nó con phi cái dòng phi lê thì đa số là nó chia đôi các bác nhé. Đấy, lưỡi vát lên ở giữa tâm con dao và cái sống vòng xuống ở giữa con dao. Còn đề ba thì nó vòng xuống 8 phần. Đấy. Cái đầu này nó vòng xuống 80% và cái lưỡi này chỉ chỗ mỗi cái chỗ đầu lưỡi này nó bầu lên khoảng 2% thôi, còn chỗ này nó thẳng. Đấy, còn phi lê nó lại khác. Đấy. Cho nên chính vì vậy là mỗi người một con mắt các bác. Đấy, nên là đợt này tận dụng cái dòng thép này em lại làm thêm cái dòng phi lê chặt thái nhẹ này các bác nhé. Các bác có thể thái này, lọc này, rồi chặt gà ăn vịt, các bác cũng có thể làm cá luôn. Đấy, công dụng và chức năng thì nó cũng na ná như con đề ba cái thôi. Đấy, nhưng khác kiểu dáng, khác mẫu mã. Đấy, bác nào thích cái mẫu đề ba thì lấy đề ba, mà các bác nào thích cái mẫu phi lê này thì các bác lấy mẫu phi lê này. Và bây giờ em sẽ đi sâu về cái chi tiết, cái kích thước của con dao này các bác nhé.
Và độ dày của nó thì vẫn là một cái ống thép như hôm trước đấy các bác nhá. Thì con này cũng là sống dày 4 ly rưỡi đấy, dày 4,5 ly, đuổi mỏng một chút ra trước. Và độ rộng của nó là rộng hơn con đề ba, con này nó là 6,5 các bác nhá. Và lưỡi của nó là cũng dài hơn, lưỡi của nó là dài 23 các bác nhá. Đấy, lưỡi dài 23, rộng 6,5, sống vẫn dày 4,5 ly và cán vẫn là cẩm lai khâu đồng, khâu đồng các bác nhá. Và cán là dài 14. Và trọng lượng con này sẽ nhỉnh hơn con đề ba một chút, nó là 450 gram đổ ngược các bác nhé. Tại vì sao em vẫn lắp cái cán này thì các bác có biết là ví dụ dao thái á, thì các bác có thể điểm thêm những cái chi tiết, ví dụ là thêm cái thép không gỉ chỗ này, rồi là thêm cái này, thêm cái này, đúng không các bác? Thì nhìn nó sẽ đẹp con dao. Các bác xem vi những cái video, những cái cán bát giác người ta làm rất chi là hoa văn, điểm chỗ này điểm chỗ kia. Nhưng mà dao chặt thì nó lại khác các bác nhé. Dao thái thì các bác điểm như thế thì các bác chỉ có thái thôi đấy, thì nó sẽ dễ, nó sẽ không, nó không ảnh hưởng. Nhưng mà riêng cái dòng dao chặt này, khi mà điểm nhiều quá, điểm nhiều những cái chi tiết ghép lại với nhau quá là sẽ chặt, nó sẽ dễ bị ảnh hưởng các bác nhé. Nên chính vì vậy là những cái cán dao chặt của em thì đa số là chỉ có khâu đặc nguyên nguyên khối như thế này đấy, không có điểm thêm. Thì càng nhiều chi tiết ghép vào với nhau vào cái con dao chặt thì nó sẽ càng dễ bị hỏng cán các bác ấy. Vì nó nguyên khối bao giờ nó cũng khỏe hơn đấy, ghép như thế này chặt nó sẽ bung cái keo này, nhìn nó rất xấu. Đấy là khâu là em dùng khâu đóng luôn các bác nhé, và tra keo chết ở đây luôn rồi, chặt nó mới đảm bảo đấy. Nên chính vì vậy là tại sao là những cái cán của em thì cán bát giác của em thì đa số là những cái dòng dao chặt thì nó rất đơn điệu như thế này thôi các bạn, nhưng mà nhìn vẫn rất chi là đẹp. Đây các bác xem lại một vòng con phi lê này nhá. Đấy, nói chung là bây giờ là mỗi người một con mắt đấy, không ai bắt ai thích dao nào cả. Cho nên em tận dụng đợt thép này dày thì em sẽ lên nó đa dạng một chút để các bác vào các bác dễ tham khảo các bác nhé. Con này chặt thái lọc, chặt thái lọc, chặt gà ăn vịt các bác thái cũng được. Thái là hỗ trợ thái này, các bác thái những cái đồ cứng này, ví dụ như là su hào hoặc là những cái đồ gì to mà nó cứng hơn rau nhất thì các bác dùng cái này thái lọc được luôn nha các bác. Chặt gà ăn vịt cũng ok, và con này làm cá cũng ok các bác nhé. Đấy, miễn là các bác không được chặt xương ống lợn, vì khi mà nó nói là chặt gia cầm là nó chỉ có hai chân thôi, còn những cái dòng bốn chân là không chống được các bác nhé. Dòng bốn chân chặt là sẽ mẻ, mà khi các bác dùng sai công dụng sẽ không được bảo hành. Và tại sao là đợt cái thời gian này là cái dòng thép này được rất nhiều người mua, thì các bác có biết là cái nhược điểm của nó thì nó không 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 nhược điểm của nó thì nó gọi là nó mềm hơn nhíp thôi. Thế nhưng mà đối với những người mà không thích dùng dao cứng thì đấy là ưu điểm, cho nên là cái đấy nó không phải là nhược điểm các bác nhé. Vì thực tế là khi con dao nó cứng quá thì các bác mài nó sẽ rất lâu đấy. Đơn giản như cái dòng thép 440C đấy, các bác biết những bác nào mà không phải là dân mài dao chuyên nghiệp, khẳng định các bác mài con dao là bở hơi tai. Nhưng cái dòng thép này được cái là khi các bác mài nó rất dễ mài, và cái độ sắc của nó giữ sắc cạnh cũng khá là tốt đấy, cũng ở mức trung bình, không phải đến ví dụ là quá tồi các bác nhé, rất chi là ok các bác nhé. Đấy, cho nên là tại sao cái dòng thép này là rất được nhiều bác ưa chuộng, nhất là sắc bén này, dễ mài này, với lại là có cả kháng nước các bác nhé. Đấy, so với iPhone thì nó còn hơn cả iPhone. iPhone mà các bác ngâm 2 ngày thì chết toi, nhưng con dao này các bác ngâm đến cả nửa tháng nó không bị gì. Đấy, cho nên là nó có cả kháng nước luôn các bác nhé, chống gì luôn. Và cái tiếp theo là giá thành của nó cực hợp lý các bác, vì bên em là tận dụng được cái ống cũ. Đấy, có rất nhiều người liên hệ với em đòi đặt phôi của em, mua lại phôi của em, thế nhưng mà thực tế là nhiều lúc còn không có thép các bác, nên là nhiều có nhiều bác đặt điện muốn mua thép của em nhưng mà em không có. Đấy, vì những cái dòng thép tốt là em vẫn dành lại, giữ lại để em làm hàng của em hết đấy, nên là không bao giờ em bán cái dòng thép này đấy các bác nhé. Nên chính vì vậy là nhiều khi đôi khi làm video thì cũng tiện, video thì cũng tâm sự với các bác một chút về cái vấn đề trong công việc, để nhiều khi là các bác mua hàng thì các bác hiểu rõ hơn để các bác yên tâm đấy. Chứ còn bây giờ lên video thì cũng nhiều khi dài quá thì các bác xem này, xong một cái video thì cũng mất thời gian này, cũng nhức hết cả đầu rồi. Làm nhanh quá thì các bác cũng xem các bác cũng không hiểu chi tiết, nên là thỉnh thoảng là em làm video giới thiệu về dao thì có những cái gì em liên quan đến cái công đoạn hoặc là thép thiết mà liên quan đến dao thì em chia sẻ đến các bác luôn. Và cái con dao này thì có nghĩa là
nó vẫn là cái dòng chặt nhẹ nhá, nên là em lưu ý là các bác không được chặt xương ống nhá, các bác cứ chặt gà ngan vịt, các bác không nên chặt xương sườn luôn đấy, các bác chặt gà ngan vịt này, chặt gà ngan vịt, chặt da cầm đấy, rồi là thái lọc được luôn. Cái mũi này nó hơn con đề ba cái là cũng có thể chọc tiết được luôn đấy, nên là bác nào thích cái dòng phi lê này thì các bác lấy cái dòng phi lê, còn các bác nào thích cái dòng đề ba thì các bác lấy cái dòng đề ba đấy. Và giá của con này cũng là 400 400k bao ship nhé các bác nhá, 400.000 đồng đã bao gồm phí ship vận chuyển cho các bác rồi. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán đấy, đúng mẫu mã đúng như em giới thiệu đấy thì các bác nhận hàng, không đúng thì các bác trả lại hàng. Và em cũng thông báo luôn với các bác là đợt này cái dòng lô thép này nó rất cực chi là dày đấy, nên là vài hôm nữa khi mà em có thời gian em sẽ làm thêm một cái mẫu dao chặt xương đấy bằng thép không gỉ này luôn để thỏa mãn cái đam mê của các bác với lại cái nhu cầu của các bác. Vì có rất nhiều bác đã hỏi em là cái dòng chặt xương này làm bằng thép không gỉ được không, nhưng mà đợt vừa rồi đấy em cũng giải thích với khách rất nhiều là do cái thép này đợt vừa rồi những cái ống mà nó già thì cái độ dày của nó không đủ để em làm chặt xương đấy, nên cho nên là em không nhận làm chặt xương. Còn nếu mà làm thì vẫn chặt được nhưng mà không đảm bảo các bác nhé, nên chính vì vậy là đợt này cái lô thép này nó dày đấy, thì đằng nào cũng thế em chia sẻ luôn các bác đấy. Đợt tới này em sẽ ra thêm một cái mẫu chặt xương thép không gỉ nhá, nặng khoảng 1 kg luôn các bác nhé, sống của nó phải dày 6 ly rưỡi đấy, sống phải dày 6 ly rưỡi thì chặt xương nó mới đầm, nó mới chắc, mới đảm bảo các bác nhé đấy. Cho nên là đợt này những cái bác nào mà đợt trước suốt ngày hỏi em là làm dao chặt xương bằng thép không gỉ đi đấy thì các bác đặt hàng, vì cái dòng dao chặt xương đó, có rất nhiều người muốn đặt hàng các bác, cũng nhất là bán thịt lợn ngoài chợ này chặt nhìn nó cũng sạch sẽ này, cái thứ hai các bác bán lợn quay này đấy. Và tiếp theo có một cái cực kỳ đặc biệt như thế này, riêng những cái dòng dao Nhật khi mà các bác mua những cái dòng dao chặt xương đó, thì đa số dao người ta làm cực kỳ là ngắn các bác nhé đấy, cực kỳ là ngắn. Cho nên người Việt Nam mình có một cái cách dùng dao khác là dùng dao cực dài luôn đấy, ví dụ dao người Nhật là chứ rơi 18 đến 20 rồi, nhưng mà người người Việt Nam mình dao chặt xương là cứ có những bác em làm 25 cm rồi, có những bác cứ bảo là 30 thì cho nó dài 30 thì cũng làm được các bác, nhưng mà nó có cái ưu nhược điểm cả, các bác chặt nó sẽ không nhanh đấy. Cho nên là đợt tới này em sẽ ra thêm một cái mẫu dao chặt xương nữa để cho các bác có thể lựa chọn thêm những cái dòng dao chặt xương bằng thép không gỉ. Và cái tiếp theo em muốn nói nữa là riêng cái dòng dao mà chặt xương của Nhật hay của Đức thì em khẳng định các bác là giá nó cực cao, cực cực kỳ cao luôn đấy. Cho nên là hy vọng là có đợt này có cái lô ống này thì cũng cái thứ nhất là cũng làm ra thêm một cái mẫu chặt xương để phục vụ các bác, cái thứ hai là cũng để coi như là làm ra một cái sản phẩm của người Việt, là nhiều khi là các bác là muốn bỏ ra một cái số tiền nó vừa phải nhưng mà dùng nó vẫn rất chi là tốt đấy, mà các bác lại sở hữu được một con dao nó rất chi là sạch sẽ không bị gì đấy. Nên chính vì vậy là em sẽ cố gắng đợt tới này sẽ là ra thêm một cái mẫu chặt xương nữa các bác. Và khi nào làm xong thì em sẽ lên video để giới thiệu đến tất cả các bác đấy. Và bác nào yêu quý cái kênh Giao Nhiếp Ô Tô Thái một bên em, cho em xin một cái lượt đăng ký đấy, hoặc là khi nào em có video những cái mẫu sản phẩm mới thì em sẽ giới thiệu đến tất cả các bác đấy. Bác nào cảm thấy ưng cái mẫu sản phẩm nào thì các bác đặt, và khi các bác mua hàng cũng vậy, các bác đã đăng ký kênh rồi, cái có vấn đề gì về giao hoặc là các bác muốn mua thêm thì khi các bác đăng ký kênh rồi, khi em có video nó sẽ luôn luôn thông báo và luôn luôn là gắn kết với khách hàng, và khách hàng cũng gắn kết với lại cái người bán giao nha em. Đó nên là đăng ký kênh để giúp các bác là khi các bác mua hàng rồi lâu ngày các bác không mua, các bác khi em lên video nó sẽ thông báo cho các bác đấy. Và bây giờ thì cũng xin phép các bác là kết thúc video ở đây, thì có cái gì thì hôm sau lại chia sẻ tiếp vì video cũng dài tận 14 phút rồi, nên là cái mẫu này em nhắc lại với các bác nhé đấy, phi lê chặt thái lọc đấy, và con này sống dày 4 ly rưỡi các bác nhé đấy, rất chi là dày, giá là 400.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng, nếu các bác có đồ có gà có vịt các bác cũng có thể test thử luôn đấy, ok thì các bác nhận, không ok thì các bác không nhận các bác nhé đấy. Và bác nào đặt hàng thì cũng liên hệ trực tiếp với em vào cái số điện thoại là 0983 105 183, hoặc các bác áp Zalo trực tiếp luôn, em sẽ gửi hình ảnh nhắn tin và tư vấn thêm cho các bác.
Và cuối video thì em xin chào tất cả các bác và chúc tất cả các bác trong cái mùa dịch này đấy ra ngoài đi đâu hay là làm gì thì nên để ý phòng tránh cái dịch bệnh này, vì bây giờ dịch bệnh vẫn rất rất đang căng thẳng các bác nhé. Nên là chúc tất cả các bác bình an trong cái mùa dịch này. Xin chào và hẹn tất cả các bác vào cái video lần sau ạ.